Tối hôm qua, kênh chính thức của Pokemon đã tung ra hai cái trailer mới để update cho Pokemon Brilliant Diamond, Shining Pearl và Pokemon Legends Arceus. Nói chung là thông tin mà hai cái trailer này đem lại cũng không nhiều lắm, chỉ có một điểm sáng nhất là Pokemon mới toanh được giới thiệu này. Tên của nó là Cleaver, dạng tiến hóa vùng miền Hisuian của Scyther mang hệ bọ và đá. Cái song hệ này chúng ta đã quá quen thuộc với Shuckle và gia đình nhà Dwebble Crustle rồi. Các khoáng chất đặc biệt được tìm thấy ở vùng Hisui khiến cho Scyther tiến hóa thành Pokemon này. Các bộ phận cơ thể của nó đã cứng lại thành đá. Các bộ phận đá thường bị sứt mẻ trong các trận chiến ác liệt, còn Cleaver nào sống sót sau nhiều trận chiến sẽ có những vết sứt mẻ lớn hơn trên cơ thể. Tuy nhiên thì việc chặt chém liên tục cũng thực sự làm cho những phần đá này trở nên sắc bén hơn và tăng khả năng của chúng. Người ta nói rằng dân của vùng Hisui đã sử dụng những mảnh đá rơi ra từ người của Cleaver để làm công cụ chế tác. Pokemon này tấn công kẻ thù bằng những cánh tay giống như lưỡi rìu. Ngay cả một cú vung bình thường từ một trong những cánh tay của Cleaver cũng có thể trở thành một đòn tàn khốc, gây sát thương lớn cho những đối thủ khó chơi nhất. Cleaver sử dụng cánh tay rìu của mình để khắc các biểu tượng vào thân cây và thậm chí là chặt cây để đánh dấu lãnh thổ của mình. Nếu như bạn bắt gặp những cái cây có dấu hiệu được tạo ra bởi một lưỡi dao sắc nhọn hoặc là một hàng cây biện chặt theo hình đan chéo thì đó có thể là hành động của Cleaver. Nếu so với dạng tiến hóa còn lại của Scyther mà chúng ta đều đã biết là Scizor mang hệ bọ và thép thì song hệ của con Cleaver này kém hơn hẳn về mặt phòng thủ. Dĩ nhiên rồi, bọ và thép nó thuộc vào dạng đỉnh chóp của phòng thủ rồi khi mà nó chỉ có một điểm yếu và còn kháng được đến 9 hệ khác. Hệ đá thì chỉ có thể bình thường hóa một số điểm yếu của hệ bọ vì chính ra bản thân của hệ đá nó cũng không kháng được nhiều thứ, cho nên Cleaver hầu hết là nhận phun sát thương 100%, chỉ kháng được hai hệ là thường và độc, trong khi vẫn còn 3 điểm yếu là nước, thép và đá. Xét về mặt công kích thì Cleaver sẽ có tầm bao quát tốt hơn Scizor một chút. Không hẳn là siêu khủng hay gì, nhưng mà số Pokemon mà Cleaver có thể khắc chế nhiều hơn gấp rưỡi và số Pokemon kháng được 2 stat của nó cũng chỉ bằng 2/3 so với Scizor. Đây là tôi mới chỉ xét đến 2 cái stat, chưa xét đến những chiêu khác mà nó có thể học được. Nói chung thoát khỏi cái hệ bọ bay đã là một sự may mắn rất lớn rồi. Cái vấn đề ở đây làm tôi khá băn khoăn là tốc độ của con này. Nó có thiết kế nhìn khá là nặng nề, và mặc dù trong trailer chúng ta nhìn thấy nó bay nhảy rất là linh hoạt, nhưng mà chính cái con Scizor ở trên anime nó cũng bay vèo vèo như thế, mà tốc độ thực tế của nó ở trong game thì anh em biết rồi đấy. Rất may là Scizor có một chiêu thức ưu tiên để bù lại, nhưng tôi không chắc là con Cleaver này cũng sẽ được như thế đâu, bởi vì nếu như vậy sẽ không tạo ra được sự khác biệt và tương phản giữa hai dạng tiến hóa. Về tổng chỉ số, không biết là anh em có để ý không, nhưng mà Scyther và Scizor có tổng chỉ số y hệt nhau. Nó chỉ chuyển từ một cái song hệ cùi bắp sang một song hệ cực kỳ tốt mà thôi. Con Cleaver này có lẽ cũng sẽ theo truyền thống và giữ nguyên tổng chỉ số như vậy. Bởi vì thật sự 500 cũng là cái tổng chỉ số khá ngon lành cho các Pokemon thông thường rồi. Con này có thể là sẽ Onin và tấn công vật lý, có thể là sẽ thêm cả thủ vật lý nữa. Có lẽ công của nó sẽ cao hơn cả Scizor, bù lại bằng tốc độ và thủ đặc biệt. Bởi vì ở cái mức tốc độ này chỉ có giảm mới có thể tốt lên được, chứ giả dụ bằng một phép màu nào đó mà nó nhanh hơn Scizor thì cũng chỉ loanh quanh ở mức 80-90 cũng không giải quyết được cái gì nhiều lắm. Mà chắc chắn là con này thì không thể nhanh hơn Scyther được rồi. Về mặt chiêu thức thì con Cleaver này có một chiêu thức độc quyền là Stone Axe, chỉ đơn giản là dìu đá thôi. Nó khá hiển nhiên là một chiêu tấn công của hệ đá chứ không phải là chiêu support. Nhưng hiện tại thì cũng mới chỉ dừng ở cái tên chứ chúng ta chưa biết được thêm thông tin gì. Về đặc tính thì có thể là nó sẽ giữ cái Technician như là Scizor, và cũng có thể sẽ có thêm một đặc tính hoàn toàn mới của riêng nó. Bởi vì đây là cái điều khá là phổ biến của những con Pokemon mới được ra mắt trong những thế hệ gần đây. Về mặt thiết kế thì tôi thấy cái con này đại khái là nó không vừa mắt tôi lắm. Hình dạng tổng quan của nó làm tôi liên tưởng đến những tên sơn tặc hay thấy trong phim cổ trang. Nhìn cái mặt thì rất là côn đồ, lông mày rậm, râu quai nón, rồi thêm cả cái chỏm tóc ở trên đầu nữa. Và đặc biệt là giữa rất nhiều loại vũ khí thì mấy ông sơn tặc lại cực kỳ thích dùng rìu. Cơ mà cái rìu này của con Cleaver tôi đánh giá là hơi tầm thường. Nó đơn giản chỉ là một lưỡi rìu và thậm chí còn là cái rìu cùi bắp nữa. Nếu cắt nguyên cái cánh tay của con Pokemon này ra thì chúng ta sẽ có cái item lởm nhất rơi ngoài đường trong bất kỳ cái game RPG nào mà đến bọn level 1 cũng không thèm nhặt. Họ không tô điểm thêm một nét chấm phá nào để tạo ra sự độc đáo khiến cho người ta gợi nhớ đến con Pokemon này. Ví dụ như là hai cái càng của Scizor nó có họa tiết như cặp mắt ở hai bên chẳng hạn. Màu sắc của con Cleaver này cũng là tông màu cơ bản của bất kỳ con Pokemon đá nào. Và về sau không biết là họ có thêm hiệu ứng gì đặc biệt khi mà nó chiến đấu hay là không, hay là có thông tin Pokédex nào tăng thêm phần thú vị cho nó.
Còn hiện tại thì tôi đánh giá đây là một Pokemon khá là meh, không có gì đặc biệt. Ok, và đây là một video rất ngắn để bàn về một số thông tin của con Pokemon mới toanh. Anh em nào có thêm thông tin gì khác của con Pokemon này mà tôi có thể bỏ sót hoặc là chưa biết thì có thể bổ sung ở dưới cho mọi người cùng biết với nhé. Cảm ơn anh em đã ủng hộ. Sắp tới kênh của tôi sẽ có rất nhiều thứ hay ho đấy. Còn bây giờ thì peace.